Mến chào các anh em. Nãy mình lấy cái khúc gỗ mà bữa hổm mình dạt nè anh em. Nè, nhớ không? Bữa mình dạt cái đằng sau mình moi ra từ cái đống gỗ á. Xấu quắc vậy ha. Anh em nhìn thấy à, mình cắt hết khúc anh em ha. Cắt hết khúc mình mổ thử nè, nó ra vân anh em thấy nè. Xấu quắc vậy nè. Cắt cái khúc này đây nó bị thúi nè anh em. Này nó thúi con chít à, nó không phải thúi mà thử lấy đồ mình đục thử coi nó có phải thúi không. Không phải thúi, xẻ ra làm đôi như cái khúc như vậy. Đấy vậy. Mới xẻ ra ngờ ở trong này anh em thấy nè. Mình thấy này. Dần thấy ghê luôn ha. Thử mình lấy nước mình ấy lên anh em xem thử ha, xem chơi đã nó ghiền ghiền gỗ anh em ha. Wow, sáng trưng. Mình thấy không? Đi đi luôn ha. Cục nó xấu quắc kìa. Xấu quắc gì mà nó ra vậy? Đã anh em ha. Cục vậy mà xả ra hình cái màu gỗ nó sáng ghê ha anh em. Độc thiệt chứ ai ngờ ở trong mà nó vậy ha. Đẻo ngoài mình đẻo chơi gì thôi chứ mình tới cắt vô trong mình mới thấy anh em ha. Dân nào ra dân nấy, này là cái cẩm chỉ nè. Ở đây mình còn hai cái phôi đẹp nữa nè anh em. Mới xả ra luôn. Bỏ xuống rồi. Đây hai cái phôi nè. Này hai cái phôi này mình xẻ cùng một khúc ha. Đó. Mỗi cái nó khác nhau hết nè. Phôi này mình xẻ từ hai cái miếng này một miếng này ra.
thử cho anh em xem này. Mỗi cái hình nó khác nhau trên em. Trời dơ dữ vậy. Em thấy ở ngoài thì anh em nhìn thấy mới đã, tại vì vô cái cam điện thoại mình quay nó vậy buồn sướng, nhìn thấy nó sướng anh em ha, chiều nào coi cũng đã này. Làm như bức tranh, ghép hai cái này lại giống như bức tranh vậy anh em ha. Này có một miếng bằng mặt bàn em để coi đã luôn, khỏi làm gì đánh mình đánh cho nó sạch rồi mình để gì luôn à, sơn bóng lên ha, nhận độc thiệt chứ. Dân sướng anh em ha. Rồi đó, anh em mình muốn phô phô này phô bự, anh em nào thích thì cứ alo. Mỗi màu nó mỗi khác nhau hết anh em ha, thằng này màu sáng ha. Khôi này có được nhiêu, khôi này bự nha nè, bự ngang nó tới 6 phân rồi nha, mặt này thì dư làm cái cán dao rồi, này nó gần 4 phân, tại mình xả có một cục, mình xả ra, đó. Gần 20 anh em ha, 19 rưỡi, tại mình đo chỗ này nha, nếu mình đo trên đầu này nó ra gần 19 rưỡi ha, đó. Còn cái cục này mình cắt nó ngắn, chừa cán dao ấy à, nha, 16 rưỡi, mình cắt mình làm cán dao, cái này còn mấy cục nữa, cái cục này mình xả ra nhiều nữa anh em, nha, cục này nó còn dài mà, cục này tới 30 mấy, này mình xả lấy mấy cán dao đẹp không à, nha, đó. Rồi anh em nào thích thì cứ alo cho mình ha, tùy theo phôi, nói chung tùy theo cục gỗ, bởi cục gỗ nó xấu mà lại cái dân gỗ thì đẹp đó. Mà một cục gỗ xấu thì mình xả ra chẳng có được bao nhiêu cán dao anh em ha, nó xấu thì xả nó không có ra nhiều đó, như cục này nó xấu nè, nó xấu rồi mình xả ra rồi không có cán nào hết trơn nè, anh em thấy hư thúi ra bỏ ra mình cắt làm được cái cán dao nhỏ đó. Rồi anh em nào thích thì cán dao nào thì alo cho mình, cái này cái dao này đập thì chơi nè, anh em thấy không, làm như bức ghềm vậy anh em ha, lật vậy nè ha, bức ghềm bức tranh gì đó, sống lên ha, ngộ thiệt chứ ta, nhiều cái mình nhìn không ra nè, anh em thấy giờ nó thấy nó ấy nè, tự nhiên hồi xịt lên thấy nó gợn lên nè, anh em thấy không, cái rợn rợn đó không phải rồi anh em, cái này thấy không phải cái lần nó đâu nha, nó tự đến nó giận giận thấy nó lên vậy đó. Như cái hình giống như 3D vậy anh em, ngộ thiệt chứ ha, một cái thiệt chứ không nói nổi, thối thần gỗ vậy mà để nó thúi chỗ này uổng ha, ngoài này như trắc đỏ đen vậy, ngoài này như trắc vậy nè. Rồi anh em ơi, bữa nay mình đang mình chia sẻ chơi cho vui đó, mình xả mới được 4 khôi gỗ, cái này lấy con cán à, cái này cắt bỏ lấy con cán à, mà khi xả ra là mình kiểm tra mới được, kiểm tra coi nó có thúi không, thúi mình để lại mình dục
chứ không có bán được cho anh em đâu. Nói chung ít ra đó phôi phải dày mới được, mới bán được đó. Ít ra cái phôi vậy mình đẻo còn dư giả cái cắn dao ha đó. Anh em mà muốn chơi hàng đẹp thì đó, nói chung thì này đẻo thì dư rồi, anh em dư cắn dao, cắn dao kiểu cắn dao gì cũng dư, nó dư một đống luôn anh em ha. Này nó tới 7 phân này, đẻo lấy một cán à đó. Cục còn quá bự luôn này, ha, 6 phân về đây còn 4 phân. Cán dao thường thường nó 3 phân rưỡi thiếu, 3 phân rưỡi nát là mình làm bề ngang nó vừa anh em nha. Nói chung có cái gì sướng mình cũng muốn chia sẻ với anh em đó, muốn quay lên cho anh em xem chứ không, nói chung không cần, nói chung anh em mua không mua đó không cũng thấy nữa, tại mình thấy nó cái gì nó sướng sướng mình quay lên cho anh em mình xem chơi đó. Chứ nó thẳng ra tội này nó mình, nếu mà mình thích nó rồi mình nhìn thấy nó đã lắm anh em, thật ra mình dòm nó cũng sướng anh em, ngộ vậy á, nói chung là mình tại mình khoái nó vậy anh em nha. Rồi anh em ơi, thôi vậy mình xin kết thúc cái clip ngắn đây ha, chia sẻ với anh em có gì hay hay cái mình chia sẻ với anh em cho vui đó. Vài bữa nói chung mình ở không á, mình xả cục trắc này ra mình cho anh em xem chơi ha. Đó, đây cái cục trắc này nè, cục này nó lũa, nó bị lũa, nó bị thối ngay lỗ giữa này, nhưng mà thịt này nó còn. Mình ấy cho, mình lấy cho anh em mình xem chơi luôn đó, trắc đỏ đen ha, màu đỏ với màu đen không anh em ha. Cái này mình để mình chơi không cũng được nè, màu đen của nó nè anh em, đen thùi vậy đó. Không thì mình xả nó ra rồi anh em mình xem chơi. Rồi ok, cảm ơn anh em nhiều nha. Rồi.